này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã bước ra sân. 9 phút nữa rồi chúng ta sẽ lại được đến với những pha bóng hấp dẫn trong trận đấu giữa hai đội Kazakhstan và Giang Tô Trung Quốc. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài thứ nhất là trọng tài Nguyễn Việt Hòa và trọng tài thứ hai là trọng tài Nguyễn Quốc Huy, tổ trọng tài Việt Nam. Sau đây sẽ là đội hình xuất phát của đội Giang Tô Trung Quốc. Trong trận đấu này, đội Giang Tô sẽ thi đấu với các cầu thủ số 1 Wang Chenyue, số 2 Trang Trang Ninh, số 3 Si Ruoya, số 7 Thang Ninja, số 9 Liu Paiyi, số 10 Libero Wu Suyen và số 11 là Ung Wang Chenpai. Huấn luyện viên của đội Giang Tô là ông Sơn Mang. Trong khi đó thì đội hình của đội Kazakhstan không có sự thay đổi nào so với trận đấu ra quân. Các cầu thủ mang áo số 2 Ekaterina Akilova, số 4 Irina Chumov, số 6 Natalia Akilova, số 7 Akitavina Razorenkova, số 11 Anastasia Rostovskova, số 12 Libero Diana Katovina và số 13 Yana Yagodina. Huấn luyện viên trưởng của đội Kazakhstan đó là bà Peretova Lyudmila. Bà Lyudmila cũng đã rất nhiều lần sang Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Exim Bank Cup trong thành phần ban huấn luyện của các đội bóng Kazakhstan trước đây, và bây giờ là một đội Kazakhstan mới và trẻ trung hơn. Ở đội Kazakhstan thi đấu trong bộ trang phục màu xanh bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Quyền giao bóng trước thuộc về đội Giang Tô. Bóng chưa qua lưới. Pha xử lý không thành công của Liu Paiyi. Liu Paiyi cùng với Si Ruoya là hai chủ công của đội Giang Tô. Điểm đầu tiên đã thuộc về đội Kazakhstan. Tiếp tục là lỗi hết một của Liu Paiyi. Trong trận đấu mở màn thì đội tuyển Việt Nam cũng đã rất nhiều lần khai thác những quả phát bóng vào vị trí của Liu Paiyi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật trong pha chắn bóng của đội Giang Tô. 3-0, một khởi đầu suôn sẻ dành cho đội Kazakhstan. Phát bóng không qua lưới. Vừa rồi mới là điểm đầu tiên của đội Giang Tô. Rất cao và đập bóng cắm. Vẫn là cơ hội ghi điểm của đội Giang Tô. Không vượt qua được tay chắn của đội Kazakhstan. Pha chắn bóng thành công của Yagodina. Gương mặt rất tươi của các cầu thủ Kazakhstan khi họ đang dẫn điểm. Những phút đầu tiên của trận đấu này có cảm giác như những pha tấn công của đội Giang Tô chưa vào nhịp.
lỗi bước một và một cơ hội ghi điểm dễ dàng dành cho Akinova, phụ công của đội Kazakhstan. Ngay lập tức huấn luyện viên Sơn Mang đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật, lần hội ý từ rất sớm. Thông thường thì các huấn luyện viên luôn chờ tới lần hội ý kỹ thuật đầu tiên, nhưng có lẽ việc liên tiếp để mất điểm trong những phút đã qua buộc huấn luyện viên Sơn Mang phải xin tạm dừng hội ý sớm trước khi các học trò tiếp tục để mất những điểm số. Việc đầu tiên cần phải điều chỉnh là khả năng bước một của các cầu thủ trẻ Giang Tô. Người thực hiện quả phát bóng cho đội Kazakhstan đó là Irina Chumak. Bây giờ thì các chủ công của đội Giang Tô đã bắt đầu phát huy được vai trò của mình. Những tình huống tấn công đầu trận Liu Pei luôn bị hàng chắn của đối phương theo sát. Tỷ số vừa được rút ngắn cho đội Giang Tô. Bây giờ sẽ là quả phát bóng của Wang Chen Yue. Akinova đúng là cầu thủ khéo nhất của đội Kazakhstan. Phụ công mang áo số 2 có được những pha xử lý rất linh hoạt khi ở trên lưới. Ít phút trước cũng chính từ một tình huống điều chỉnh bước một không tốt của đội Giang Tô, Akilova đã có một pha chớp cơ hội rất nhanh. Xử lý từ bước 2 không thành công. Quan sát chỉ có một cầu thủ theo bám chắn nên chuyền hai của đội Kazakhstan là Natalia Akilova quyết định xử lý ngay, nhưng tiếc cho cầu thủ mang số 6 là bóng không qua lưới. Pha đập bóng rất mạnh của Shiroya. Pha di chuyển thành bóng kỹ thuật của đội trưởng mang áo số 7 Hang Ninja của đội Giang Tô. Shiroya và cầu thủ mang áo số 7 Hang Ninja chính là hai tuyển thủ của đội tuyển trẻ Trung Quốc trong màu áo của đội Giang Tô. Bóng ngoài, thêm một điểm nữa cho đội Giang Tô, 6-7. Đúng là sau khi được huấn luyện viên Sơn Mang nhắc nhở thì các cầu thủ Giang Tô đã lấy lại được nhịp độ thi đấu. Họ sắp bắt kịp đối thủ về mặt điểm số. Một bóng tốt, tiếp tục là Akilova. Đội Kazakhstan dẫn 8-6 khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên. Quá lớn, chỉ là 2 điểm mà thôi. Và đây cũng mới chỉ là những phút đầu tiên của set đấu thứ nhất. Diễn biến của set đấu này vẫn còn rất khó lường.
Lúc này thì chủ công Shiroya của đội Giang Tô đã có mặt ở cầu trên. Đó sẽ là hướng tấn công sẽ được khai thác. Hỗ trợ sao chắn rất hay. Trọng tài bắt lỗi dính bóng của Shiroya. 9-7 cho đội Kazakhstan. Đang thi đấu rất hay. Đầu tiên phải kể đến Akilova và vừa rồi là Chumak. Người đã giành chiến thắng ở pha tranh chấp trên lưới vừa rồi là Rungwang Chenpai. 8-10. Chắn của đội Kazakhstan đang thi đấu rất tập trung. Họ đã quán triệt những ý tưởng về chiến thuật mà bà Lyudmila đã đưa ra. Ít nhất thì đến thời điểm này, đội Kazakhstan cũng đang có một khởi đầu tốt. 9-11. Không thành công. Liên tiếp là những quả phát bóng lỗi của cầu thủ hai đội. Những cơ sở để hướng tới một set thắng. Những pha bóng của họ vẫn đang được triển khai một cách mạch lạc và mang dấu ấn của những phụ công. Vẫn còn cơ hội ghi điểm. Pha theo bám chắn rất hay. Người đã kết thúc quả bóng này là Liu Pei, chủ công mang áo số 9 của đội Giang Tô. 11-13. Cơ hội ghi điểm rất nhanh là xử lý của đội trưởng Thang Ninh Gia. Chỉ còn một điểm nữa thôi thì cách biệt giữa hai đội sẽ bị san lấp. 12-13. Một lần nữa Akilova giúp cho đội Kazakhstan duy trì thế dẫn điểm. Akilova đang là gương mặt thi đấu nổi bật nhất của đội Kazakhstan trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Cầu thủ mang số 2 đã thi đấu rất ấn tượng.
hàng sau của đội Giang Tô đang gặp những khó khăn nhất định trước những quả phát bóng của đối phương. 15-12. Ra ghi điểm của Thang Ninh Gia. Ở tình huống tiếp theo thì cả hai chủ công của đội Giang Tô đều ở hàng sau. Qua phát bóng của Liu Pei. Chắn bóng tốt. 14-15. Và chân bóng thành công của Trang Trang Ninh. Và xử lý chuyên chắn của Anvilova. 16-14. Phụ công số 2 vừa giúp cho đội nhà duy trì thế dẫn điểm khi bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ 2 trong set đấu này. Pha chấn đôi có sự tham gia của Thang Ninh Gia và Rumang Chenpai. Đội Giang Tô vẫn đang cố gắng để bắt kịp điểm số với đội Kazakhstan. Và đập bóng rất mạnh của Siroya. 16 đều. Rất khó để ghi điểm với những pha tấn công biên đơn giản như vừa rồi. Cơ hội đã được đội Giang Tô nắm bắt tốt hơn. Trong tình huống đôi công vừa rồi thì đã có một vài vị trí của đội Kazakhstan không tập trung. Họ đã nhường nhau và cuối cùng thì để tuột thời cơ ghi điểm vào tay của đội Giang Tô. 17-16, bây giờ thì đội bóng áo đỏ đã lại vượt lên. Thế dẫn điểm của đội Kazakhstan đã không còn. Bóng đã chạm mặt sàn. Tình huống phòng thủ không thành công của Liu Pei. 17 đều. Đang thi đấu rất hay, xứng đáng với vai trò đội trưởng của đội Giang Tô. Thang Ninh Gia đang là mũi ghi điểm chủ lực của đội Giang Tô. Hàng
chắn của đội Giang Tô lúc này đang thi đấu rất hay. Họ đang hạn chế rất nhiều những pha tấn công biên của đối phương. Khác với những phút nhập cuộc, đội Kazakhstan lúc này lại đang không thể thực hiện những pha phối hợp chiến thuật để dứt điểm ở vị trí số 3. Chính vì thế mà bà Lyudmila đã quyết định xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Sẽ có những điều chỉnh khi mà set đấu thứ nhất đang bước vào giai đoạn quyết định. Bóng ra ngoài. Vừa rồi bóng đã bật tay chắn của các cầu thủ bên phía đội Kazakhstan. Lối phát bóng của Thangnya. Ở những quả phát bóng của mình thì Thang Ninja luôn thực hiện những tình huống đưa bóng ngang mặt lưới. Và đó là những tình huống 5 ăn 5 thua. Và đập bóng tuyệt vời của Siroya. Lúc này thì các chủ công của đội Giang Tô đã vào form. Liu Peiyi và Siroya đều có những pha đập bóng rất cắm và mạnh. 21-18. Cơ hội để ghi điểm cho đội Giang Tô. Lúc Peiyi với một pha đập bóng trái tay. Với một Lưu Peiyi thuận tay trái đánh ở vị trí số 2 và một Siroya rất mạnh ở vị trí số 4. Thì những pha tấn công biên của đội Giang Tô cũng đang có được hiệu suất ghi điểm tốt hơn. Đã trở lại sân để tiếp tục bước vào thời điểm then chốt trong set đấu này. 22-18. Quả phát bóng của Rungwang Chienpai. Phát bóng thành công, chỉ có một mình Siruya theo bóng chắn. Nhưng chủ công mang áo số 3 đã mang về điểm thứ 23 cho đội Giang Tô. Đập bóng chéo sân rất hay. Kazakhstan nên phát huy những pha tấn công sở trường của mình. Và điều đó đòi hỏi những đường chuyền hay thật sự tốt. Quá khó. Một đường chuyền lỡ cỡ. Không phù hợp với bước vào đà của cả Liu Peiyi và cả Siroya nữa. Một đường chuyền không tốt của Rungwan Chienpai. Và dễ hiểu tại sao huấn luyện viên Sơn Mang đã phải nhắc nhở ngay các học trò của mình. Ngay khi phát huy được những pha đập bóng ở biên sở trường thì đội Kazakhstan cũng đã có được những điểm số 21-23. Từ cách biệt 4 điểm lúc này, đội Giang Tô chỉ còn dẫn trước đối thủ của mình
23-21. Cách biệt chỉ là 2 điểm và cơ hội chưa phải là đã hết với các cầu thủ Kazakhstan. Những quyết định xin tạm dừng hội ý chiến thuật luôn được huấn luyện viên Sơn Mang đưa ra rất nhanh ở set đấu này. Ở mốc điểm khi đội Giang Tô bị dẫn 6-1 thì ông cũng đã quyết định xin tạm dừng hội ý chiến thuật, và kể từ đó thì đội bóng của ông đã thi đấu rõ ràng là tốt hơn. Và bây giờ sẽ là nhắc nhở để cho các học trò tập trung. Liệu có mốc điểm 23 đều hay không? Tinh thần thi đấu rất tốt của các cầu thủ Kazakhstan. Cơ hội để tổ chức tấn công. Chắn rất tốt của đội Giang Tô. Liu Kai và Rung Wang Chenpai là những cầu thủ theo bám chắn. Bóng liên tiếp được dồn vào vị trí của Yagodina. Hàng chắn của đội Giang Tô đã theo rất sát mũi tấn công chủ lực này. Tiếp tục chắn bóng thành công. 25-22 là tỷ số của set đấu đầu tiên. Nhắc nhở kịp thời của huấn luyện viên Sơn Mang đã giúp cho các học trò tập trung bám chắn ở những điểm quyết định, và điều đó mang tới cho họ chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-22. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu bảng của giải bóng truyền hình quốc tế VTV Exim Bank Cup 2013. Đây là ngày thi đấu thứ hai và trận đấu mà chúng ta theo dõi, cuộc đấu giữa hai đội Giang Tô và Kazakhstan là trận đấu thứ hai. Ở trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay thì đội Sơn Đông Trung Quốc đã vượt qua đội Thái Lan với tỷ số 3-1. Lúc này đội Sơn Đông đang tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng liên tiếp. Set đấu đầu tiên của trận đấu này, đội Giang Tô Trung Quốc đã có một màn dư đuổi kịch tính, và cuối cùng thì họ đã giành được chiến thắng với tỷ số là 25-22. Mặc dù đã có những thời điểm bị dẫn trước tới 5 điểm. Bóng trong sân và đập bóng dọc biên rất hay của Liu Peiyi, chủ công mang áo số 9 của đội Giang Tô. 2-1. Lối phát bóng của Wang Chenyue 2-2. Tại VTV Cup 2012 thì đội Giang Tô thi đấu mà không có sự phục vụ của Siruya và Thang Nhiya. Điều đó phần nào ảnh hưởng tới sức chiến đấu của đội bóng này. Và tham dự giải đấu năm nay, họ đã có được những gương mặt tốt nhất của mình. Với những tuyển thủ trẻ Trung Quốc vừa góp mặt tại giải châu Á và thế giới trở về,
thì sức tấn công của đội Giang Tô rõ ràng được cải thiện hơn rất nhiều. Cơ hội ghi điểm cho đội Kazakhstan. Xét về tỷ lệ ghi điểm thì phụ công mang là số 2 Akilova đang là người có được hiệu quả cao nhất bên phía đội bóng áo xanh. Đập bóng tốt. Đang có một sự linh hoạt trong lối chơi của đội Giang Tô. Họ đang có khá nhiều những mũi tấn công. Trang Trang Ninh, cầu thủ thực hiện quả phát bóng này, sinh năm 1994 và có chiều cao là 1m90. Trang Trang Ninh là cầu thủ cao nhất bên phía đội Giang Tô. Còn cầu thủ có chiều cao tốt nhất của đội Kazakhstan đó là Aynagul Ajavikova, cao 1m87. Bật tay chắn đội Kazakhstan ra ngoài, 5 đều cho đội Giang Tô. Chắn của đội Giang Tô không kịp tổ chức bám chắn. Với một hàng chắn sơ sài như thế thì việc cầu thủ mang áo số 13 Yagodina có một pha đập bóng xuyên chắn là một điều dễ hiểu. Quá dễ dàng với Rung Quang Chen Pai. 6 đều. Đấu giữa hai đội có tầm đánh cao và tầm chắn cao. Kết thúc pha đối công vừa rồi, đội Giang Tô ghi điểm nhờ một pha chắn bóng thành công, 7-6. Cơ hội rất nhanh và ghi điểm của người chơi hai Natalia Akilova. Điểm số được cân bằng 7 đều trong set đấu thứ hai. Hai đội luôn đua tranh cân bằng và sòng phẳng trong những điểm số đầu tiên của mỗi set. Một quả phát bóng không thành công và 8-7 là điểm số thuộc về đội Giang Tô khi hai đội bước vào lần hội kỹ thuật đầu tiên.
bóng bật tay trắng của đội ra Kazakhstan ra ngoài 9-7. Quả phát bóng rất khó chịu và khiến cho tất cả các vị trí của đội Kazakhstan đã bị xáo trộn. 17. Thêm một quả phát bóng rất lợi hại của Siruya. Thay đổi người bên phía đội Kazakhstan, người vào sân là Anastasia Rostovskova và người rời sân là cầu thủ cao nhất của đội bóng này, Azarikova. Bóng ngoài 12-7, thêm một điểm nữa dành cho đội bóng Giang Tô. So với trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì ở trận đấu này các chủ công của đội Giang Tô thi đấu chưa hiệu quả bằng. Đáng ngạc nhiên là ở trận đấu mở màn gặp đội tuyển Việt Nam, tất cả các vị trí của đội Giang Tô lại có được một phong độ quá tốt. Họ thi đấu hay ở mọi vị trí. Thế trận ở set đấu thứ hai lúc này đang nghiêng về phía đội Giang Tô. Họ đang tạo ra một cách biệt lớn hơn về mặt điểm số trước đối thủ Kazakhstan. Bỏ nhỏ thành công. Một sự linh hoạt cần thiết. Tình huống thể hiện được sức dướn của đội trưởng Thang Nhung Ya. 14-9. Điểm nữa dành cho đội Giang Tô, 15-9. Việc các đội thi đấu với thể thức vòng tròn tính điểm ở vòng đấu bảng để chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết sẽ khiến cho các đội không bỏ qua bất cứ cơ hội nào ghi điểm, bởi xét tỷ lệ điểm thắng điểm thua và xét thắng xét thua sẽ là một trong những yếu tố được tính đến khi xếp hạng các đội bóng ở vòng đấu bảng, đặc biệt với trường hợp các đội bằng điểm nhau. Đập bóng tốt. Chàng Trang Ninh càng thi đấu càng hay hơn. Điều đó phần nào chia sẻ gánh nặng ghi điểm cho hai chủ công Liu Peiyi và Siruya, nhất là khi với sự luân chuyển về vị trí các chủ công như Liu Peiyi ở cầu sau. Chàng Trang Ninh bật rất cao. Sẽ có một tâm lý thi đấu thoải mái hơn cho các cầu thủ Giang Tô khi họ
thi đấu ở những phút tiếp theo bởi thế dẫn trước 16-10. Đang ở thế dẫn trước, đội Giang Tô đã quyết định tung một gương mặt mới vào sân, đó là Wei Yuxin. Người rời sân là Trang Trang Ninh. Người ghi điểm cho đội Kazakhstan là phụ công Akilova. Ngay lập tức Trang Trang Ninh đã được đưa trở lại sân. Tình huống phòng thủ không tốt của Siroya. Cả hai chủ công của đội Giang Tô có thể rất mạnh, nhưng khả năng xử lý bước một của họ lại không quá ấn tượng. Vị trí của Liu Pei và Siroya vẫn thường xuyên bị các đối thủ khai thác trong các quả phát bóng. Sẽ lại là bước di chuyển chéo để phát bóng của cầu thủ mang áo số 13 Yagodina. Bỏ nhỏ thành công. So với các đồng đội thì cầu thủ mang áo số 2 Akilova không chỉ ghi điểm tốt mà còn có một lối đánh già dặn và khả năng quan sát tốt hơn. Cô luôn đưa ra được những quyết định rất hợp lý. Rất hợp lý, không phải là một pha đập bóng mạnh nữa. Dù cũng đã vào đà và sẵn sàng cho một cú đập bóng, nhưng Siroya lại xử lý hoàn toàn khác và làm lỡ tất cả các vị trí của đội Kazakhstan. Bà Lyudmila xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Ở những mốc điểm quan trọng thì đội Giang Tô vẫn là đội tỏ ra nhỉnh hơn về bản lĩnh thi đấu. Chắn bóng tốt. Điểm chắn bóng của Siruya 19-13. Chệch choạc từ bước 1 đang khiến cho đội Kazakhstan để mất điểm ở tình huống vừa rồi 20-13. Những điểm số liên tiếp đến với đội bóng áo đỏ. Thank you.
Với cục diện ở những phút đã qua thì có thể thấy đây sẽ là một set thắng có tỷ số chênh lệch của đội Giang Tô. Sự vất vả chỉ đến ở set đấu đầu tiên. Set đấu thứ hai là một thế trận hoàn toàn áp đảo của đội Giang Tô, đặc biệt ở những mốc điểm quan trọng. Lỗi hài chạm của bạn Colina. Lần hội ý chiến thuật thứ hai của đội Kazakhstan. Rất khó để xoay chuyển cục diện của thế trận. Nét mặt của huấn luyện viên Sơn Mang đã phần nào giãn ra khi mà các học trò của ông đang dẫn trước với một cách biệt rất sâu lên tới 9 điểm. Chạm mép lưới và khiến cho đội Kazakhstan bị bất ngờ. Cơ hội ghi điểm cho đội Giang Tô. Quá dễ dàng. Và phối hợp rất nhanh. Người ghi điểm là Wang Chenyue. 23-13. Không thể hỗ trợ kịp thời cho libero của đội Giang Tô. Xét về khả năng xử lý hàng sau thì trong số các đội tham dự giải năm nay tốt nhất vẫn là đội Thái Lan. Đánh bóng không qua lưới. 15-23. Và xử lý lỏng tay và không tốt của Liu Feiyi. 16-23. Bóng rất tốt của Shibuya. Vừa rồi thì chủ công áo số 3 của đội Giang Tô đã di chuyển để đánh bóng ở vị trí số 2, một vị trí mà ở set đấu trước thường xuyên thuộc về Liu Feiyi. Đường chuyền sau đầu rất tốt dành cho Shibuya. Chắn bóng ra ngoài. 17-24. Để ghi điểm quyết định trong set đấu thứ hai. Không kịp phòng thủ. Và đập bóng quá mạnh của Liu Feiyi. 25-17 là tỷ số của set đấu thứ hai. Và sau hai set đấu lúc này, đội Giang Tô đã dẫn trước với tỷ số 2-0.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến của set đấu thứ 3, trận đấu giữa hai đội Giang Tô Trung Quốc và Kazakhstan. Sau hai set đấu thì đội Giang Tô lúc này đang có một lợi thế dẫn trước vô cùng lớn. Họ đã thắng ở set đấu thứ nhất với tỷ số 25-22 và ở set đấu thứ hai vừa kết thúc, chiến thắng còn chênh lệch lớn hơn là 25-17. Set đấu thứ 3 sẽ là cơ hội cuối cùng cho đội Kazakhstan để tìm kiếm set thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Ở trận đấu mở màn của mình thì đội Kazakhstan đã thua 0-3 trước Sơn Đông. Và nếu tiếp tục thua 0-3 ở trận đấu này thì họ sẽ gặp bất lợi hơn khi so sánh với các đội Australia cũng như Thái Lan và các đội bóng khác, nếu xét về các chỉ số set thắng set thua và điểm thắng điểm thua. Cứu bóng đầy cố gắng của libero bên phía đội Kazakhstan. Đặt bóng rất cắm. Ở những pha đập bóng của Liu Payi và Siroya thì rất khó để cho các cầu thủ Kazakhstan có thể phòng ngự. Lực đập bóng và hướng đi đều rất tốt. Phát bóng hỏng của chủ công Masuba Siroya. 3-1 cho đội Kazakhstan. Người ghi điểm cho đội Giang Tô là phụ công Wang Chenyue. 2-3. Pha đập bóng rất uy lực. Hàng sau của đội Kazakhstan đang gặp khó khăn nhất định trước những pha đập bóng của Liu Payi và Siroya. Tỷ số được cân bằng 3 đều trong set đấu thứ 3. Chắn bóng tốt. 4-3 cho đội Giang Tô. Thank you.
đã có ký hiệu xin tạm dừng hội ý chiến thuật của đội Kazakhstan. Bà Lyudmila quyết định xin hội ý sớm để nhắc nhở cho các học trò của mình. Đây là set đấu mà cơ hội cuối cùng đến với đội Kazakhstan nếu như họ muốn kéo dài trận đấu này. Vì thế nếu như tiếp tục để mất điểm như những phút đã qua thì đội Kazakhstan sẽ ngày càng mất đi những cơ hội. Sức tấn công của đội Giang Tô rõ ràng là được triển khai đều hơn. Đây là một trận đấu mà các phụ công của đội Giang Tô thi đấu tốt và chia sẻ được gánh nặng tấn công với hai chủ công chính của họ là Liu Payi và Siruya. Siruya bị bất ngờ, cầu thủ này đã có một thoáng không tập trung. Điểm cho đội Kazakhstan 4-5. Bỏ nhỏ thành công. Liu Payi đã quan sát rất nhanh, không ở vào một tư thế đánh thuận lợi cho một cú đập. Liu Payi đã quyết định bỏ nhỏ và điều đó mang tới điểm thứ 6 cho đội Giang Tô. Bóng đi thẳng vào vị trí của Siruya. Siruya mạnh ở tấn công nhưng khả năng phòng ngự không phải là quá tốt. Pha xử lý dọc biên thành công. 7-5. Chắn bóng rất dễ dàng, chỉ có một mình Siruya theo bóng chắn. Những cầu thủ này cũng đã vô hiệu hóa được pha tấn công của đối phương. Đội Giang Tô dẫn 8-5. Và bây giờ thì hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set đấu này. Bóng không thành công. Chúng ta thấy đội Giang Tô chuyển hướng tấn công rất nhanh. Khi mà Thang Nanya cũng di chuyển để ý định thực hiện một pha đánh bóng chiến thuật ở vị trí số 2 thì bóng lại được chuyển sang vị trí số 4 để cho chủ công của đội dứt điểm. Và hàng chắn của đội Kazakhstan theo không kịp. Ít phút vừa qua là một thế trận một chiều. Thế chủ động tấn công hoàn toàn thuộc về đội Giang Tô, còn đội Kazakhstan lại phòng ngự chịu trận. Điều đó bắt đầu xuất phát từ việc họ bước một không tốt. Ở những thời điểm khó khăn nhất thì chính phụ
công số 2 Akilova lại là người mang tới những điểm số và cả hy vọng cho đội Kazakhstan. Tuy nhiên nỗ lực của Akilova vẫn là còn là rất đơn lẻ, không có được những nhịp tấn công thường xuyên và cầu thủ này cũng đã mắc lỗi phát bóng không qua lưới. 11-6 cho đội Giang Tô. Quả phát bóng có điểm rời rất khó chịu và điều đó khiến cho libero Huyisen của đội Giang Tô gặp rất nhiều khó khăn. Trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì Huyisen cũng đã thi đấu rất hay và rất nhiều lần ngăn chặn được những pha đập bóng của Đỗ Thị Minh. Chạm tay chắn của đội Giang Tô ra ngoài. Lúc này thì điểm số đang là 9-12. Quyền phát bóng thuộc về đội Kazakhstan. Bóng trong sân và phát bóng ăn điểm trực tiếp. 10-12. Phát bóng sát mép đường biên ngang của đội Kazakhstan đã không thể giúp họ chuyển thành những điểm số. Ở lần phát bóng thứ hai, Maratova đã không thành công. Hàng chắn đá theo rất sát Liu Feiyi. Cú tấn công ở vị trí số 2 vừa rồi của đội Giang Tô đã bị lộ bài. Trong số các cầu thủ tham dự VTV Cup 2013 thì mới chỉ có 2 cầu thủ mạnh dạn thực hiện những quả nhảy phát bóng tấn công là Siroya của đội Giang Tô và Rachel Roque của đội Australia. Liu Feiyi chắn bóng thành công. Điểm cho đội Giang Tô 14-11. Bóng tốt, bóng đã chạm vào tay chắn của Akilova. Lần này có tới 3 cầu thủ của đội Kazakhstan theo bám chắn. Akilova chính là cầu thủ ghi điểm tốt nhất của đội Kazakhstan ở trận đấu này.
đã giúp cho đội Kazakhstan cân bằng tỷ số 14 đều. Một quyết định tạm dừng hội chiến thuật rất khôn ngoan của huấn luyện viên Sơn Mang. Chúng ta đang được xem lại pha bóng mang tới điểm thứ 14 cho đội Kazakhstan. Ông Sơn Mang đã quyết định hội ý để nhắc nhở các học trò và cắt được sự hưng phấn khi lên điểm của đối phương. Từ thế bị dẫn điểm lúc này, đội Kazakhstan đã bắt kịp và còn vượt lên. Cầu thủ đã ghi điểm cho đội Giang Tô là đội trưởng Thang Ninja. Sự thay đổi người bên phía đội Giang Tô, số 6 Lu Trinh Nguyên được vào sân để thay cho Liu Pei. Đội Kazakhstan tham dự giải đấu năm nay với những gương mặt rất trẻ trung và xinh xắn. Điểm họ còn thiếu có lẽ chính là bản lĩnh trận mạc. Mặc dù đã có một bước đà tốt khi giành chức vô địch ở giải đấu tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng những cuộc so tài tại giải bóng truyền hình quốc tế VTV Exibank Cup 2013 có một đẳng cấp khác, và đội bóng này lúc này vẫn đang hướng tới set thắng đầu tiên. Chắn bóng tốt. Trang Trang Ninh phán đoán rất đúng thời điểm nhảy lên bao chắn. Bà Lyudmila một lần nữa xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Ở pha bóng trước đó, cầu thủ mang áo số 2 của đội Giang Tô đã chắn thành công một cú đánh của cầu thủ mang áo số 2 bên phía đội Kazakhstan. Đội Giang Tô 16-17. Các cô gái áo xanh vẫn đang kiên trì ghi từng điểm một. Đi thẳng vào vị trí của libero bên phía đội Kazakhstan, đó là Katerina. Bóng ngoài.
19-16. Vừa rồi bóng chưa hề chạm vào tay chắn của đội Giang Tô. Trận đấu thứ 3 có lẽ cũng sẽ sớm ngã ngũ với chiến thắng thuộc về đội Giang Tô. Sự bất ngờ trong lối chơi của đội Kazakhstan bây giờ đã không còn. Là một tình huống cho thấy sự khéo léo và sức dấn rất tốt của Hoàng Minh Nhà. Mặc dù đã bị lỡ bước vào đà, nhưng Thang Ninh Nha vẫn có thể khéo léo xoay sở và mang tới điểm thứ 20 cho đội Giang Tô. Nỗ lực đánh bóng ăn điểm của Maratova. Một pha đập bóng rất mạnh của Seruya vẫn đang là một bài toán quá khó đối với hàng sau của đội Kazakhstan. Lực phát từ quả đập của Seruya lúc này đang là uy lực nhất của giải đấu năm nay. Lỗi phát bóng của Rungwang Chenpai. Điểm cho đội Kazakhstan 19-21. Một điểm rất quan trọng sẽ giúp cho tinh thần thi đấu của đội Kazakhstan sẽ còn lên thêm hơn nữa trong những phút tiếp theo. Điều mà họ cần là sự tự tin và thi đấu một cách song phẳng với đối thủ. Liu Feiyi là người đã kết thúc pha tấn công vừa rồi và giúp cho đội Giang Tô lên điểm 22-20. Đang là những mốc điểm rất quan trọng với cả trận đấu này. Pha nhảy phát bóng tấn công rất lợi hại của Seruya, 23-20. Một điểm nữa thôi, đội Giang Tô sẽ có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu thứ hai của mình. 24-20. Phát bóng ăn điểm trực tiếp một cách tuyệt vời để cho đội Giang Tô kết thúc trận đấu này với chiến thắng 3-0. Tỷ số của các trận đấu lần lượt là 25-22, 25-17 và 25-20. Chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội Giang Tô ở vòng đấu bảng và giúp cho họ tiếp tục cuộc đua tranh giành ngôi đầu trên bảng xếp hạng.